Đến bây giờ em vẫn chưa biết là mình đang mơ hay đang tỉnh nữa. Anh bất ngờ xuất hiện, bất ngờ về nước mà không báo em ra đó, lại bất ngờ cầu hôn em. Lãng mạn quá. Sao anh lại làm em choáng ngợp như vậy? Thì anh muốn bù đắp cho em. Bù đắp cho em. Đào nè, anh cảm ơn em nhiều lắm. Cảm ơn vì em đã luôn quan tâm, săn sóc cho anh từ những ngày anh có hai bàn tay trắng. Để ngày hôm nay anh được như thế này là nhờ cả vào em. Khoảng thời gian mà anh đi du học á, em một mình ngược xuôi, mong anh thành tài, sớm trở về bên em. Thì bây giờ anh quay trở về rồi đây. Lần này anh về, hai đứa mình sẽ tổ chức đám cưới. Chúng ta sẽ có với nhau một đám cưới thật lớn. Và lúc đó em sẽ là một cô dâu đẹp nhất. Anh nè, Hả? em định đám cưới của tụi mình á, em mời Ngân làm phụ dâu, anh thấy sao, có được không anh? Tùy em thôi. Mà tại sao phải là Ngân? Anh nhớ là em có nhiều bạn học lắm mà. Thì Ngân, em và anh, tụi mình đều là những người bạn thân nhất từ thời đi học mà. Lúc nào vui buồn cũng từng có nhau. Em nghĩ nếu mà ba đứa mình mà cùng đứng trên một lễ đường á thì sẽ ra sao ta? Anh thấy vậy cũng hay. Hay chứ. Anh nè, Ngân là bạn thân nhất của em. Ngân chưa từng giấu em điều gì. Còn anh vừa là bạn, vừa là người yêu của em. Anh cũng chưa bao giờ giấu em điều gì. Vậy mà tại sao? Tại sao? Tại sao hai người lừa dối tôi? Dằn vặt trong anh biết có thật không? Trừng phạt chỉ cho quá khứ thêm đắng. Một mình thân em cố gắng ngược xuôi, lỡ cho đôi ta mãi không sớm thôi. Một trời tin yêu trong em cho anh đến thế. Em tin anh mà, rồi đến khi em biết ra phía sau tình mình bao nhiêu là người anh nói yêu thương tựa đã nói với em. Có bao giờ anh nghĩ em đau thế nào? Có bao giờ trong lòng anh thấy tội lỗi? Vết thương này sẽ theo em đến cuối đời. Càng đậm sâu lại càng xa giết đau. Hãy trả lời em nghe khi anh với ai. Có bao giờ trong lòng anh nghĩ đến em? Em đã dành cho anh yêu thương như thế mà. Rồi anh cho
vặt trong anh biết có thật không? Trừng phạt chi cho quá khứ thêm đắng. Một mình thân em cố gắng ngược xuôi, lo cho đôi ta mãi không sớm tối. Một trời tình yêu trong em cho anh đến thế, em tin anh mà rồi đến khi em biết ra phía sau tình mình bao nhiêu là người. Anh nói yêu thương tựa đã nói với em. Có bao giờ anh nghĩ em đau thế nào? Có bao giờ trong lòng anh thấy tội lỗi? Vết thương này sẽ theo em đến cuối đời, càng đâm sâu lại càng xa xét đau. Hãy trả lời em nghe khi anh với ai. Có bao giờ trong lòng anh nghĩ đến em? Em đã dành cho anh yêu thương như thế mà rồi anh cho em đau đến tận cùng. Lòng tự sợ rằng mình sẽ đau thương khi mà ta vẫn yêu nhưng phải chia xa biệt ly. Giờ là sự phản bội của người mình một thời dành trao yêu thương chẳng hoài nghi. Bao giờ trong lòng anh thấy tội lỗi? Vết thương này sẽ theo em đến cuối đời, càng đắm sâu lại càng xa giết đau. Hãy trả lời em nghe khi anh với ai. Có bao giờ trong lòng anh nghĩ dành cho anh.